là liên tục đúng không? Nhưng mà từ ba cái liên tục mà nó còn có ký sinh trùng đi năm nữa. À, đó là những cái tác nhân thường gặp gây ra nhiễm trùng ngoại khoa. Trong đó ta còn đó là liên tục với ký sinh trùng và đi năm. Ờ, đây thì mấy em học rồi mấy em hỏi bạn rằng có virus không? Có. Đó, có virus không? Thì thực ra đây là những cái tác nhân gây nhiễm trùng mà ngoại khoa trực tiếp trùng mà có virus. Còn virus thì nó không gây được như thế này. Em biết đó là nhiễm trùng ngoại khoa xảy ra là cái gì? Thứ nhất tác nhân này hơn đủ lớn, tại vì nó gây bệnh bằng cách nó lấy cái chất dinh dưỡng cái bên cái bệnh à, và nó gây tổn thương chèn ép khi mà nó sinh sôi nó phát triển lên thì nó gây chèn ép vùng xung quanh cái bệnh là tổn thương. Tức nó phải đủ lớn, tích thước số lượng nó phải đủ lớn. Còn siêu vi nhỏ quá à, nhìn cái kính siêu vi điện tử thì nó thấy và nó hiểu nó sống trong gì, trong tế bào chứ nó không sống ngoài tế bào giống như như thế này à, thì siêu vi nó không phải là tác nhân trực tiếp gây nhiễm trùng ngoại khoa nhưng mà nó là tác nhân gián tiếp tại vì nó gây các loại nhiễm trùng à, thì khi nhiễm siêu vi ví dụ như các cái bệnh thì là những cái khác nhiễm dịch của người bệnh đó sẽ giảm xuống. Khi mà giảm xuống thì ba cái anh này anh sẽ vui bằng đó, do đó người ta tính tới thì tác nhân gây nhiễm trùng ngoại khoa trực tiếp là ký sinh trùng nóng. Vâng, em có nghe nói tới những cái chuyện là ví dụ như ăn cua cái bị gọi cá sống ví dụ như vậy bị hắc xì gan cho mấy sáng không là cua gì lên núi gì đó thì bị sáng lá phổi vân vân cũng hoặc là những con gì nó chạy trong não cái áp xe não ví dụ như vậy được không? Anh biết đó là những cái tác nhân ký sinh trùng vì nóng. Đa phần nhiều nhất nó vẫn là nhiễm trùng vi khuẩn à, đủ loại tất cả các dạng à, tụ cầu liên cầu à, cực khuẩn vân vân à, tổng khuẩn à. Em biết con này là gì không? Đầu tiên chúng ta thấy là gì? Nó có dạng que à, que dài cực khuẩn à, dưới cái này thì có thể photoshop hay gì đó rồi mình nói đi ha, nhưng mà với cái đĩa nuôi cấy thì nó ra cái màu xanh à, thường á cái này nó gọi là cực khuẩn hũ xanh, cực khuẩn hũ xanh hay còn gọi là Salmonella à, một những cái tác nhân gây ra nhiễm trùng ngoại khoa. Em thấy nó ra mũ màu xanh luôn, ví dụ như vậy thì nó là nhận biết mà mắt thường nó có thể coi dù nó cái con này ví dụ như vậy hoặc là gì con này gì này không cầu á tụ cầu từng quả trứng gom lại nhau thành tụ cầu trùng vàng tụ cầu vàng tụ cầu vàng trùng vàng. À, từ cái thành cầu nhưng mà nó không tụ tập ngay đó là nó tạo thành cái chuỗi còn gọi là liên cầu à, liên cầu. Em thấy người ta nuôi trong môi trường nó có cái hồng cầu áo và cái nguồn dinh dưỡng nó rất là nhiều, nó rất là nhiều loại liên cầu tiêu hủy mình tiêu hủy mình ăn ăn quê mình xem cầu sẽ tập biệt không cầu đây là gì đây con gì đây có nuôi không? Chính là ở đâu? Đường tiêu hóa. Giống hay đi vô nhưng mà thực ra không phải đi vô ở đây đâu. Con này nổi tiếng hơn. Thật của lý hả? Ít của lý. Thật của lý trong mạng vụ. Ít của lý. Đi học đi học. Dòng họ có sự đi dân à, dòng họ có sự đi dân đăng ký ký. Đăng ký ký.
khí về anh. Cầm mở bàn tay qua mình nhìn thấy những cái thì khi xảy ra nhiễm trùng ngoại khoa rồi á, có cái nhiễm trùng rồi đó thì chúng ta có những cái dạng như phân loại, có những cái phân loại để chúng ta tiếp cận bên hướng ví dụ như khu trú ở một vùng cơ quan cơ thể nào đó thì nhỏ hoặc trùng là áp tre hoặc vi mô tế bào, hoặc là nếu như nó xảy ra ngoài mạnh hơn thì nó gây ra nhiễm trùng huyết và phân theo cái tác nhân thì có thể là viêm đặc hiệu hoặc không đặc hiệu. Đặc hiệu ví dụ như do lan, do nấm, mà không đặc hiệu thì là do nhiễm trùng các loại thì để chẩn đoán một cái bệnh là nhiễm trùng ngoại khoa thì bao giờ chúng ta cũng dựa vào từ gì lâm sàng để chúng ta xem xét người bệnh, thăm khám người bệnh. Có cái định hướng người này bị nhiễm trùng ngoại khoa thì từ đó chúng ta mới bắt đầu là gì, lần cuối bậc thứ hai là xét nghiệm để chẩn đoán, ví dụ như là các cái máu các chất dịch trong người bệnh từ cái lỗ đến vị trí nhiễm trùng, vâng, và chẩn đoán hình ảnh để nhìn để chúng ta tạo ra cái tổn thương đó mức độ nào sâu rộng hẹp như thế nào. Có lắm xe nó bự, kích thước bao nhiêu, nằm sâu hay không ngang, hay là nằm sâu dưới cơ, hay nằm trong xương, vâng, nằm vị trí nào là trong não, ví dụ như vậy. Tuyến thẳng chẩn đoán, tuyến thẳng chẩn đoán là trong những trường hợp, một số các trường hợp là cần định danh, tác nhân vi khuẩn đó là cái gì, thì sử dụng tuyến thẳng chẩn đoán, hoặc là lấy nuôi cấy vi khuẩn, phân lập của vi khuẩn, chắc là lấy cái gì đó, phân lập ra nuôi cấy lên, thấy vi khuẩn đó là gì. Và đôi khi chúng ta cần phải nhờ được sự sinh thiết mô của chúng ta đọc ra được là có phù hợp với lại vi khuẩn đó hay không, hay là phù hợp với lại tổn thương đó hay không. Tại vì có một số các tổn thương mà do cái chuyện là nhiễm trùng này gây ra, nhưng mà chúng ta không biết mình không biết là dùng cái bệnh này là tên, tại vì nhiễm trùng là những do vi trùng gây ra. Nhưng mà một số trường hợp là khối u, cái khối u đó nhiễm trùng lên hay nữa thì chúng ta không biết là trên khối u đó là ác tính hay là khối đó là lành tính, thì chúng ta mới làm biện pháp tiên tiến. Lâm sàng á, người bệnh có cái gì? Thông thường một người bệnh người ta bị nhiễm trùng, người ta vô nữa đó, tôi bị nhiễm trùng rồi thì là có trần tiên em không biết, đúng không? Hoặc là những người có kiến thức liên quan đến phần số người hiện tại cũng biết được nữa, ta chỉ vô nó đau cái chỗ đó á, ta đi vô mà cam ta bị sưng cái chỗ đó là nhiễm trùng bằng cam, hoặc là cái chảy mũ, thì chảy mũ thì người ta mới biết có nhiễm trùng, đúng không? Tôi bị nhiễm sai với cốc cay để mới ba đạo số lại đau là những cái thường gặp. Còn nếu mà nặng hơn vô với người mình á là hơi mà mê sảng là sốc, thì cái này thường là do người khác vô, tức là vô nặng rồi, đúng không? Hỏi ta đâu trả lời, tôi không biết tôi bị đau chỗ nào, tôi bị chỗ chỗ làm sao, đương vô là cái mê sảng hết rồi, tức là một cái bệnh nặng nặng hơn. Thông thường người ta tới là bệnh lý do thì cũng như vậy. Thì nếu mà khai thác được bệnh sử thì nếu như ở cái giai đoạn mà tụt mũ rõ thì bệnh nhân sẽ sưng nhiều hơn, đau nhiều hơn, đau ở mất ngủ, không còn mất ăn, mất ngủ, không thể ngồi được, ví dụ như cái nằm cái gói tre nằm ở chỗ mình ngồi không ngồi, không có ngồi được luôn á, nhìn có thể là nhìn từ xa là bán được chắc này đang bị gì ở dưới cái hậu môn nhưng mà nó ngồi được, ví dụ như vậy. Có những cái người bệnh nhân đi vô phải ngồi cảm bệnh nhưng ngồi nữa không thì không phải dùng không ngồi không ngồi mày vô mày giống khăn tôi đau quá thì chỉ cần có đau thôi, nhưng mà chưa hỏi đau chỗ nào là biết chỗ đau rồi nè, không có thể nhìn người bệnh từ ngoài cửa đi vô được, ta có thể biết là mình đang ngồi dán đi tư thế của mình ta cần phải khai thác
về tiền sử của người bệnh, tiền căn của người bệnh này có những yếu tố thuận lợi nào làm thay đổi sức đề kháng của người bệnh đó hay không, để mà gì xảy ra những trục, ví dụ như tiểu đường, suy gan, suy thận, suy tim, suy dinh dưỡng, ví dụ các cái thuốc chế miễn dịch suy giãn tĩnh mạch dưới và có cái vết thương, vết mổ gần đây ở những cái vùng. Thăm khám toàn thân thì ghi nhận những dấu hiệu sinh tồn thì nó có thay đổi số thật nhanh, huyết áp vơ tùy theo có thể ổn định và có thể ngăn cho lợn tùy theo tình trạng của bản thân, đi giác hay chân lạnh hoặc bông vân vân. Ở tại chỗ vùng tổn thương, chỗ người ta chỉ đau sưng gì đó, ta nhìn chúng ta thấy cái mảng thay đổi màu sắc về da trước, màu đỏ, màu tím, màu tím, chỉ chảy dịch, vân vân. Sờ ở vùng đó thì chúng ta thấy nó nóng, nó đỏ và rất là đau. Nếu như ở giai đoạn phục vụ thì nó sẽ có dấu hiệu như là gì? Sờ cảm giác nó ướt chứ, là dấu hiệu nhiễm sâu. Và dấu bé bé, phải từ xin hơi, tức là nó có khí ở bên trong đó. Thì khi nó cán như thế này nè, khối này nó rất là dễ bể, tại vì nó nằm không dễ bể. Do đó, nguyên tắc bảo vệ cho mình trước, trong lây nhiễm thì phải ăn gan để mà làm cánh. Thì ở những cái chỗ này, nhìn sờ, hỏi, bệnh sử, vân vân, khai thác tiền căn em có thể làm được rất là tốt. Nếu anh em làm đi làm lại những chuyện đó thì dễ lắm, có gì khó. Nhưng mà cái mà hay quên nhất là kiểu tiền cũng mọi sang nhà bạn là hầu hết là mình sẽ quên. Thì những cái cũng nói sang nhà bạn đôi khi nó được trực tiếp ngay tổn thương, nhưng mà có khi nó ngay tổn thương kiểu gì mà xa cũng tổn thương, xa cũng tổn thương. Ví dụ như vết thương ở bàn tay, ví dụ như người đó bị mỏi tắt sưng to luôn, nhưng mà cái vết sẩm nhầm nó là từ đầu ngón tay và bàn tay sẩm nhầm nó gây ra. Hoặc là những người vô nhiễm trùng nhiễm độc, có nhiễm trùng lơ mơ hôn mê nằm ở chỗ rồi giờ nó số cao, người mỗi hôm toàn thân thì cũng có nhiễm trùng mà thì biết là nhiễm trùng nhưng mà giờ biết nhiễm trùng đâu đó. Vì trong men chỉ cần lần người bệnh đó một cái đã đi sau, người này là do nằm lâu bét ở vùng phía sau bét ra nằm thì đó thì cũng mỏi thân nằm. Nếu chúng ta lật cái lưng lại, quay người bệnh lại, nó chỉ nhìn mình nhân ở một tư thế, chúng ta thấy cũng mỏi thân nằm nằm ở vùng phía sau cùng thường là bét cùng cùng bét cùng 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 gì đó cũng vậy, do tỳ đè bét tỳ đè nằm lâu cố gắng tìm được những mỏi thân nằm lại. Hoặc là có khi chúng ta cũng tìm được những mỏi thân nằm, chúng ta thấy cái sẹo mới. Ví dụ như người đặt lên vô quán thì có khi những cái sự kiện của quán thì cái chỗ đặt lên nó làm một mình rồi. Dạng tổn thương hay gặp ở quy mô tế bào, cái quy mô tế bào này nó cũng là cái nguyên cái vùng mô da nó sưng đỏ lên, cái giới hạn màu đỏ với cái da nó không rõ ràng mà cái xu hướng của nó thì nó lan nhanh lên thành thần cao sốt rất nhiều, không thấy cái dấu hợp về bệnh viện không, thì nó thấy vùng da căng bóng đỏ rất là nổi đậm, nhiễm trùng rất cao, sốt rất cao, đó là cái nguyên tế bào. Thì nó có thể diễn tiến lan nặng hơn, nặng hơn thì thành nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân, thành tổn thương mô này nó lan rộng ra xuống mức mạng tử vân vân. Và đưa lại thì khi đưa lại nó tạo thành một tổn thương, giai đoạn đó là tổn thương mô, tổn thương mô này họ xem. Còn nhiễm trùng vết mổ thì nó thường là liên quan đến vết mổ, tức là có cái vết mổ ở cái vùng sưng lên tím hoặc là đỏ tùy theo cái tính chất của cái dịch dưới là cái gì. Còn lâm sàng ví dụ nhiễm trùng đó là mất máu, cái này thì cái nhiễm trùng cấp tính là gì, tăng cái đặc tồn đang như thế. Còn đó là nó siêu âm, X-quang, CT, vân vân, các bạn những phương tiện giúp chẩn đoán làm gì chúng ta chẩn đoán được kích thước, vị trí, bản chất của cái nhiễm trùng đó là gì, khối đó là dịch, nước, mủ, máu hay là
7 là 5 câu từ người mặt. Đó chú tới là bao nhiêu lần không sao kích thước của cô đó là bao nhiêu. Vâng à. Phân lập được quy quẩn à. Và cái tốt nhất là gì? Chúng ta có phân lập nên biết các nhân về mặt đó là cái gì à. Và từ đó có cái khác tiêu đồ tức là cái thuốc để điều trị nó phù hợp à. À, chỗ áp xe nóng thì giai đoạn đầu là giai đoạn viêm tấy à, tới giai đoạn áp xe thì sẽ hình thành nhỏ chỗ áp xe à, viêm vùng viêm tấy nó sẽ rõ ràng và trên rõ ràng chưa được nhiều à, có dấu hiệu chuyển sóng có dấu hiệu chuyển sóng à. Thì ở đây chúng ta cần về cái áp xe nóng với áp xe lạnh, tức là cái vùng da của này nó không nóng không sưng đỏ lên, chỉ là nó khối u. Có thể nó giống vật là giống như kia nhưng mà cái da nó không cao nhiều như cái là cái áp xe lạnh. Cái áp xe lạnh thường là còn xung cảm thấy u do là lan à, cái áp xe nóng thì là do tác nhân nhiễm trùng, do tác nhân nhiễm trùng các loại vi khuẩn nho và cái nhiễm trùng là vùng hang hốc thường tác nhân từ tụ cầu à, mổ rồi tự vỡ ra cái mồi mổ gì đó ha, rồi nó sẽ giới hạn lại. Nhưng mà đầu tiên nó không giới hạn thì nó liên kết lại đi với nhau tạo thành nhọn trùng, nhọn trùng. Nếu nó xảy ra cái vùng tương đối đặc hiệu là cái vùng vai gáy phía sau, nó cũng phía sau vai gáy thì người ta gọi đó là mổ bối, người gọi là mổ bối. À, nhưng nếu xảy ra ở vùng trán vùng trước mặt người ta cũng kêu là nhọn trùng nè, nhìn ở trước mặt người ta cũng không kêu là nhọn trùng hay là ai đó cũng không kêu là tiền phổi. Tôi cũng chưa tìm hiểu rõ cái chữ hậu bối này với là như thế nào, bác cũng không biết được. Hậu sinh khẩu ý à, những trùng vết thương, những trùng vết mổ thì nó sẽ liên quan đến cái tổ cái vết mổ ha. Tùy theo cái tình hình là chúng ta chuẩn bị cuộc mổ tốt như thế nào, ma vô ra sao à, rồi bản chất của cái cuộc mổ là như thế nào, thì nếu mà cái phẫu thuật mà nó sạch thì nhiễm trùng hết, mà phẫu thuật mà dơ thì khả năng nhiễm trùng cao lên, cái chuyện này là tự nhiên là nhiễm trùng vết thương thì người ta nói nó có thể nó từ vết thương nó thấy có thể là da nó bị nhiễm trùng hay cái khuôn da nó nhiễm trùng nhưng mà sẽ sâu hơn chứ không. Có khi cái vết thương ở ngoài nó làm gì tốt lắm nhưng mà nó nhiễm trùng sâu ở dưới, từ thành sâu dưới mình cũng dưới lớp thân nhiễm trùng sâu à, nhiễm trùng nông à. Thì cái nhiễm trùng vết thương á người ta cũng có nhiều là cũng loại à. Đối với cái nhiễm trùng non thì cái tiêu chuẩn nó phải có là dưới 3 ngày liên quan đến cuộc mổ đó à. Thành sâu thì thường nhiễm trùng sâu là nếu như mà người ta có đặt mảng ghép, nên mảng ghép có thể là đặt một mảng ti hoặc là một cái lưới gì đó để phục hồi thành phụ lại, thì cái mảng ghép đó nó có thể là một tác nhân ở dưới đường tụt, nhiệt tụt là phải cho phép trong vòng một năm, không phải là nhiệt tụt một tháng. Phân độ thì hay gì có cái nghi là nông hoặc sâu thì nhà ta luôn kỹ hơn 1, 2, 3, 4 là từ nông đến sâu còn là sâu. Một cái ổ áp xe, một cái ổ áp xe nóng thì thường mình sẽ có ba lớp à, ba lớp là ba cái bọc chiếu mũ này. Bọc chiếu mũ này là nơi tập trung các chiến binh, các chiến binh à, hai bên giống nhau rồi một số chết thì nằm trong đó à, thì có thể là các mặt cầu và các chiến binh hai bên nó đối với nhau rồi kèm theo các môn gì đó nó phải đủ kèm theo à, à. Rồi phía ngoài là cái phát bao của trường, các bao bên trong cùng đó là nơi tiếp xúc với ổ mũ, cái mạng lưới cái truyền lưới giao giữa mạch cầu thực phẩm. Ở lớp giữa là cái tổ chức liên kết những cái mạch máu tân tạo để mà nuôi quân
còn cái lớp ngoài là tổ chức này là cái tổ chức sơ hàng rào ngăn cản tổ chức vô và tổ chức lầm, nhưng cái này lớp ngoài này là cái lớp giả, nên lớp này là lớp vay mượn. Vay mượn ở đâu? Vay mượn từ thành tổ chức công cộng. Ví dụ nó nằm trong cái ổ xe này nó mượn thì nó mượn từ đâu? Thành một thành phụ à, và các cái bác phụ, anh hiểu không? Nó làm cái ổ xe này. Đây là cái lớp này là lớp giả chứ không phải lớp của nó, không phải lớp của xe bỏ xe này có được. Nên đây là một cái tiêu chuẩn để chúng ta làm gì? Khi chúng ta cũng phân biệt cái ổ xe này là cái ổ xe thành hay là một cái nang chứa dịch nhiễm trùng, em hiểu không? Cái nang chứa dịch nhiễm trùng tức là lúc đầu mà cái nang hẳn rồi, nó chứa dịch nhiễm trùng đó là cái dịch là nó nhiễm trùng, thì nhìn giống cái ổ xe, còn cái ổ xe này nó làm sao? Thì cái nang thật thì nó chỉ có bắt tao thật. Còn cái này là cái bát giả, mình đọc cái bát giả đó, mình đọc từ cái lớp này. Hoặc là cái lớp này nếu như chúng ta thường á, chúng ta ví dụ bỏ xe chúng ta đi làm gì, giữ luôn cho nó phát mũi cái này hết thôi. Để những cái này nó tự nó điều trị được. Nếu như cái bỏ xe này chúng ta bứng hết luôn bỏ xe này, tức chúng ta lấy được cái lớp vỏ ngoài thì ra cái tưởng tượng là gì? Chúng ta lấy được cái bát tắc buộc là sao đồ vô, tức là có những người vô là cố gắng hốt cái ổ xe cho trọn á, lấy đưa cái ổ xe bao nó sạch sẽ thì lấy xong cái lấy còn cái của đồ vô đúng không à. Còn nếu như nó là một cái nang nhiễm trùng thì chúng ta phải cố gắng lấy cái vỏ bao nó à, lấy trọn cái vỏ bao nó à, thì tùy theo cái hiểu biết các tính chất thì chúng ta có cái cách điều trị khác nhau. Thì áp xe nó có thể xuất hiện dưới da có là trong sâu, trong mô, áp xe gan, áp xe lách, áp xe thận, vân vân, áp xe trung thất, áp xe phổi, áp xe não, từ ngoài da tới trong các cơ quan trong kể cả bất cứ vị trí nào đúng không? Rồi đây cái hình cái bàn chân à, bên đây là cái hình cái quy mô tế bào, quý vị thấy là nhỏ giai đoạn đầu em thấy không? Cùng da nó ổn hết, chúng ta không thấy được cái ranh giới rõ này sưng bóng và ấn cô thì sẽ rất là đau à, vài ngày sau tùy theo cái sức đề kháng tốt bắt đầu diễn tiến nó gơm lại à, lúc này ranh giới rõ ràng à, và bên trong này là gì chứa cái chân thì dịch giống như là máu à, căng bóng nhìn có vẻ như có chứa khí bên trong à, ở đây bộ một tí nó gơ lại thành một khối và tôi sẽ dùng sáng xe của cái này và bên mặt lên bộ đầu tiên là từ cái này bàn tay mà nó theo đường mặt lên bộ nó lên tới và có thể gì bắt đầu cái nắp có thể nó bị thành nắp có thể à, còn nhìn đi không được chỗ cái mỏ bài thì khác nhưng mà cái bộ biểu hiện của mình thì khác. Đây, nhiều đá ngọt, nhưng mà nhiều cái đá ngọt này nó chưa liên kết với nhau, ta chưa còn là một cụm nữa nha à. Thì cái này nó sẽ là một cụm lên được, vừa phải cái thằng mít lào mong hai bên hai cái xinh đẹp đối xứng nhọn đường lòng boi liên kết lại với nhau nhọn đường nó liên kết lại với nhau. Nếu nó nằm ở cái vùng chỗ này á sau này người ta gọi nó là gì? Hầu ối. À, một cái nhọn đường này thì đôi khi chúng ta khó phân biệt với lại cái một cái bệnh nặng khác. Đây là bệnh nang hoặc là người nhiễm khuẩn, tức là nhọn á thì nó nhiễm trùng từ cái chỗ nang lâu, nhưng mà cái nang lọc bì thì nó nhiễm trùng từ cái chỗ tuyến bạ. Ở dưới cái ống già thì chúng ta chỉ có nang lọc và tuyến bạ, còn hai cái chỗ vàng nó khác nhau à, thì cái nang lọc nó gây nhiễm trùng, còn cái tuyến bạ thì nó gây ra cái nang lọc bì à. À, một cái người vô cơ địa tiểu đường được biết nó rất là cao.
nhiệm tổ xảy ra hoặc là liên quan đến năm A một. Hậu bốn nó nằm ở vùng phía sau, sau lưng ba cái. Bên họ, bên họ cái bên họ, cái bên họ sưng phồng lên, sưng to lên, mọc lên cái bên họ, cái bên họ nó đã bằng rồi, nó chưa chưa lên một tháng. Thì ta làm ra thì phát cũ ra rất nhiều. Cái này là những cục bên họ mà phân loại những cục là trong nóng trong. Em nhìn lại những cái hình ảnh của quốc gia thì nó có cái lớp nang lông và lớp tiếp bạ bạn. Một cái chủng trùng ở cái đối tượng mà đặc biệt là đi chủng trùng ma túy thì mình biết này là một học trạng thì mình biết. Thứ nhất là gì? Cái vị trí chủng trùng đặc là do họ tự tiếp kích. Không nào đó. Các cái hố, mẹ hay là hố trụ do họ tự tiếp kích. À, vì những người này về chủng trùng vì sao? Có nhiều người có nguy cơ quá. Không? Một chỗ mà viêm gan, bị gan, viêm phổi, vân, cơ chế nhiễm trùng nhiều nữa. Những cái biến chứng của các nhiễm trùng đó xảy ra thì có nhiều, đa phần sẽ gây thành phế hoặc là tại chỗ, bệnh nhân tại chỗ, ví dụ như viêm loét, có thể là những viêm vân, tràng thai, viêm khớp, nhiễm trùng, chạy ngang quang, vân vân. Tưởng xương, tạng thư, tạng thơ thì các em cũng biết tử vong đó là cái cuối cùng để tất cả các tình trùng đó tư và tình trùng chỉ để ngoại thương của mình, ngoại thương của mình là cái cơ tập giai đoạn đầu nếu chúng ta không có để ý thì gì tiếp nhất do gì tiếp nhanh giai đoạn đầu của thì nó chống trong nhưng mà sau đó thì là gì mình phải để ý nếu như đau dữ dội cái nốt phòng nó có dấu chú ý nhiễm độc toàn thân có cái khí như vậy